À, máy ảnh ấy. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Ôi, đây là chương trình gọi là thả tù binh về đất liền. Trong 2 tháng 9 được các bạn được được ân xá, đặc xá. Các bạn có thể đi tự do. Em sợ thì tí khi bạn đúng rồi kìa, chết. Đi rồi, chạy nhanh ấy. Đây là cái. Ê, bạn cái chạy nhanh ấy. Ấy, ở kia đã là hố xuống rồi. Nhanh ấy. Còn đây là bạn này, là bạn hơi chậm chạp tí. Bạn đi đi bạn. Bạn năn ở đấy. Bạn là bạn không cần đi rồi. Giờ nước đi. Nào, xuống đây nhá. Xuống đây cho về với biển. Ý, mỏ nhanh nhé, từ từ, tạm biệt nhau tí, tạm biệt nhau một câu à. Chưa tạm biệt nhau một câu mà đã chạy rồi, mỏ nhanh em. Từ nhá. Ý, em mày làm gì mày làm đi. Ôi anh ơi, nó mất gần đời, nó không được đào hố rồi, đứng dưới nó nhìn em anh ạ. Ôi các bạn nhìn như ẩn náu mình nhanh nhanh chưa? Ờ nó ấy rồi, nó đào hố xưa nó sụt xuống rồi. Đâu rồi, đây. Đấy, đào hố sụt xuống rồi, nhanh chưa? Đấy, mất tích luôn. Đảo hoang ấy, muốn hai anh em khám phá ấy. Ngày nào mình cận kề bên nhau. Trả tiếp đây.